Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C3 trang 59 sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau. Câu A: Thể tích quả cầu chấm chấm khi quả cầu nóng lên. Câu B: Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu chấm chấm. A: à, Để có thể giải quyết bài tập này thì các em cần lưu ý đến tính chất lở vì nhiệt của chất rắn. Đó là chất rắn sẽ lở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Bởi vậy, với câu A đã có từ khóa là nóng lên rồi, các em nhớ cho cô là muốn. Khi mà nóng lên thì chất rắn lở ra, vậy thì đương nhiên thể tích của quả cầu trong trường hợp nóng lên sẽ phải tăng. Vậy chỗ chống một từ phù hợp nhất đó chính là từ tăng. Tương tự, câu B, thể tích quả cầu giảm, muốn thể tích giảm đi. Có nghĩa là quả cầu khi đó đã co lại, mà chất rắn chỉ co lại khi bị lạnh đi, Vậy chỗ trống thứ hai từ phù hợp để điền vào đó chính là lạnh đi. Như vậy với bài tập C3 này, các em chỉ cần ghi lại ngắn gọn câu trả lời là thể tích của quả cầu tăng khi quả cầu nóng lên. Câu B, thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu lạnh đi. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập C3.